Chào anh em, hôm nay cái tổ chim mà hôm trước 5 trứng á, hôm nay mình soi con mình thấy nó nở rồi nè. Đây, thấy nở là mình chuẩn bị cái này liền. Đây, hai loại thức ăn này để mình bổ sung vào cái khay thức ăn cho nó. Hôm trước 5 trứng nhưng mà nó nhiều quá đó, mình sợ là nó nữa ra con mẹ nó nuôi không nổi, cho nên là mình lấy 2 trứng mình bỏ qua cái ổ tổ khác để cho nó ấp, nó sao nó nuôi nhờ rồi. Đây, cái khay thức ăn thường ngày của mình nè. Đây là mùa mùa này trứng kiến nhiều cho nên lúc nào cũng có trứng kiến, với lại mình biết là cái cặp này nó sắp nở cho nên là mình thủ sẵn, mình cứ sáng là mình cứ bỏ. Đây, thì mình vệ sinh sơ cái này mình bỏ cái kia vào. Mới nở ra là mình không không có bỏ cái loại sau này nữa. Mình lấy hết sau này ra, mình bỏ sau sau gọn nhỏ thôi. Tại vì sau này nó như mình đã nói đó. Nó to quá. Với lại cái vỏ nó cứng, vào cái con chim nó ăn không tiêu. Con chim con nó ăn không tiêu dễ cháy lắm. Rồi. Đây. Đây, thay bằng cái khay sâu sâu nhỏ này nha. Sâu nhỏ này cái con mẹ nó mớm cho ăn sẽ không, chim con nó sẽ không bị cái tình trạng là tiêu hóa không được. Với lại đây, cái này là tốt nhất này, trứng kiến này. Trứng kiến này mình bỏ tủ lạnh mình lấy ra. Thường á thì mình lấy trong tủ lạnh đó, mình để ngồi cỡ khoảng mùa này thì để cỡ khoảng 15 20 phút để bỏ vào cho nó cho ăn nha, tại vì mới lấy ra nó lạnh đó. Đây chỉ đơn giản rồi thôi. Tầm ngày thứ ba là mình sẽ bỏ dế vào. Để mình bỏ vào rồi mình vào mình quay luôn cái chim cho anh em xem luôn. Đầu năm bây giờ mà cặp này nó đẻ mấy lứa rồi. Rồi đúng rồi. Vào mình quay cho anh em sáng mình đặt cái cơm nhỏ này luôn. Để mình quay cái quá trình nó cho chim con ăn với lại chim con phát triển, để bữa mình úp cho anh em xem. Đây nó vào vỏ trứng rồi này, nha vỏ trứng này, đi chập nữa mình chết con, mình quay lại cái đoạn mà nó tha vỏ trứng ra để mình bỏ vào cái phần cuối của video á. Mình thấy nở ra một em đang thui rồi. Đây em này là chắc là bông rồi. Bữa trước 5 trứng mà mình lấy 2 trứng mình bỏ qua cho cái ổ khác rồi, tại vì 5 trứng nó nhiều quá. Nữa rồi nó sẽ nuôi không nổi. Đây, còn 2 trứng này thì chắc chắn là trong ngày mai nó sẽ nở. Mình soi là 5 trứng đều có cua hết. Giờ mình sẽ đặt cái cơm này. Chắc đặt lên đây. Gắn lên đây để quay xuống cái tổ này. Cái cam trên này á cũng được nhưng mà cam này nó mờ lắm, quay nó không rõ, không rõ bằng cái loại chuyên dụng này nó rõ hơn. Cặp này thì vào vào nó thoải mái, nó quen rồi. Đây bố mẹ đây. Cấm lần kê mẹ ghen đại vàng. Để mình tạm dừng mình lắp cái camera này đó. Đây, sau một hồi loay hoay thì mình đã gắn xong cái camera nhỏ vô đó rồi nè. Để xem bố mẹ nó nuôi chưa. Rồi thôi giờ mình ra đây. Để cho con mẹ nó vào nó ủng chứ. Chim con mới vào là phải có con mẹ nó nằm.
cặp đó nó quen rồi cho nên mình phá ra được, chứ còn nhiều cặp mới mới mình sợ lắm. Ê, quay lại một lần nữa bố mẹ này. Giờ không biết là bỏ gán cái cam đó vào, không biết con mẹ nó có sợ không. Chắc là nó sẽ sợ nhưng mà nó sẽ sớm vào thôi vì có con chim con. Đây bố mẹ. Rồi thôi, mình xin kết thúc video nha. Tạm biệt anh em.